nằm trên con đường nổi tiếng của thủ đô resort thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Mũi né The Century như một bức tranh hoàn mỹ giữa cảnh sắc thiên nhiên bao la của biển trời và non nước nơi đây. Cùng với biển xanh, cát trắng, nắng vàng là những quà tặng mà thiên nhiên đã ban cho vùng đất này. Bàn tay con người đã vun đắp, giữ gìn và tôn tạo nên một không gian tươi mát cùng với những dịch vụ sang trọng và đẳng cấp mà không phải nơi nào cũng có. Vừa là bài ca chủ đạo tạo nên vẻ đẹp của khu nghỉ dưỡng mũi né The Century. Những cây dừa cổ có tuổi đời hàng chục năm đang gắn bó và ngày càng xanh tốt trên vùng đất này. Xanh đang tầng thấp tầng cao, xanh dài ngút mắt, xanh vào mãi thôi. Xanh cho kín núi kín đồi, qua xanh xanh nữa, xanh rồi lại xanh. Về sôi réo rắc long lanh, lá nghiêng lúng liếng, trồng trành nôi đưa. Không chỉ có dừa, hàng ngàn loài hoa nhiệt đới đua nhau khoe sắc trên 2/3 diện tích, tạo nên một vùng tiên cảnh kiêu sa trù phú. Nếu ai đã từng đến Mũi Né vào những trưa nắng gắt, cảm thấy bàn chân tê dại bị đốt cháy bởi cát bỏng, mới thấy cần nâng niu từng cọng cỏ nhành hoa đã được nhân viên khu nghỉ dưỡng chăm chút kỹ lưỡng. Những bông hoa vô tư nở trái mùa mang đến một cảm giác thật ấm áp yên bình, xóa tan bao muộn phiền bởi những toan tính đời thường. Giữa thiên nhiên, con người được sống vô tư như cỏ cây hoa trái. Đó là giá trị được tạo ra không đơn giản giữa vùng đất gió và cát này. Tại khu nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao Mũi Né The Century, du khách sẽ được tận hưởng những giây phút đầm ấm, thư thái với hệ thống biệt thự cực kỳ sang trọng, đẳng cấp, được thiết kế kết hợp hài hòa lối kiến trúc châu Âu hiện đại với Á Đông cổ điển, với 35 phòng villa và 54 phòng khách sạn được trang bị nội thất hiện đại. Những ngôi biệt thự The Century Suite, Bitran Villa Room, Sea View Villa Room chỉ cách biển vài bước chân. Chỉ cần mở cửa, du khách đã được nghe tiếng sóng vỗ rì rào, được thỏa tầm mắt ngắm biển xanh bao la và nắng vàng. Du khách cũng có thể tận hưởng những giây phút riêng tư thư thái giữa vườn cây nhiệt đới tràn ngập sắc màu thiên nhiên của khu Garden Villa Room, Pool View Room, Superior Room, cách biển chỉ khoảng 50 mét. Phòng họp có sức chứa tới 250 người, với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho các sự kiện như hội nghị, hội thảo. Điểm nhấn của Mũi Né The Century khiến cho du khách khó quên đó là một hồ bơi trong xanh được thiết kế theo hình số 21, con số ý nghĩa mang tên của resort như một sự khẳng định tiến tới ở tương lai. Các dịch vụ đơn giản nhất như cà phê, nhà hàng, sân bóng chuyền, sân tennis đến dịch vụ cao cấp sauna spa đều được chủ đầu tư tính toán kỹ đến từng chi tiết nhằm đưa đến những kỳ nghỉ dưỡng thoải mái nhất cho du khách. Đêm xuống, bên làn gió biển mơn man, còn gì thú vị hơn khi được thưởng thức những đặc sản tươi ngon của xứ biển Phan Thiết. Những sản vật được cất lên từ lòng biển mặn, một chút rượu ấm, hương thơm của cỏ cây và tiếng sóng vỗ dịu êm từ bãi cát ngoài kia. Tất cả tạo nên một không gian hoàn hảo cho buổi tiệc đêm của bạn. Có thể bạn đã đến nhiều khu nghỉ dưỡng, đã thưởng thức nhiều đặc sản ở nhiều vùng đất khác nhau. Nhưng với không gian bao la và trù phú xinh đẹp, đẳng cấp chuyên nghiệp trong dịch vụ, Mũi Né thế kỷ 21 là một con số, một cái tên ấn tượng cho nhiều du khách sau khi đã trải nghiệm tại thiên đường nghỉ dưỡng Mũi Né The Century Beach Resort and Spa.